Khánh Trinh, con gái nghệ sĩ Hoàng Mập không biết bố giàu, từ chối thừa kế căn biệt thự 100 tỷ. Hoàng Mập có xuất phát điểm là một nhân viên bảo vệ, sau đó đi lên trở thành nghệ sĩ nổi tiếng và giờ là ông chủ của hãng phim truyền hình. Về tài sản của Hoàng Mập, không ai định giá được anh có bao nhiêu, chỉ biết trong một lần trò chuyện với diễn viên Huy Khánh, anh tiết lộ căn biệt thự cổ rộng 1.600m² anh mới xây xong ở Đồng Nai có giá khoảng 100 tỷ đồng, là mồ hôi công sức anh tích góp trong mấy chục năm qua. Giàu có và là đại gia ngầm trong showbiz, cuộc sống gia đình của Hoàng Mập khá kín tiếng. Thậm chí hai con gái của Hoàng Mập ra đường còn không ai biết là con của người nổi tiếng và có bố mẹ giàu có. Được biết, Hoàng Mập kết hôn với bà xã vốn là tiểu thư nhà giàu, nhắc đến tên là cả xứ không ai không biết. Cả hai có với nhau hai cô con gái xinh xắn là Khánh Trinh và Phước Hảo. Trong số đó, cô con gái lớn Khánh Trinh được chú ý hơn cả. Khánh Trinh sinh năm 1999, sở hữu chiều cao 1m72 và gương mặt xinh đẹp. Cô có năng khiếu về diễn xuất nên từ lúc 2-3 tuổi đã tham gia các bộ phim như Khu vườn bí ẩn, Phiêu lưu mùa hè, Thập tự hoa, Biệt thự hoa cúc trắng, Những thiên thần nhỏ. Sau khi theo học trường sân khấu điện ảnh, Khánh Trinh đã có cơ hội tham gia nhiều bộ phim hơn. Hoàng Mập cũng không khỏi tự hào khi có một cô con gái xinh đẹp, ngoan hiền và có năng khiếu nghệ thuật. Anh từng chia sẻ, nhiều đêm nằm trằn trọc suy nghĩ, mình như vậy mà có đứa con gái không tin nổi luôn. Con gái tôi tự nhiên, mắt mũi răng đều chưa sửa gì hết. Về phía Khánh Trinh, việc có ba là nghệ sĩ nổi tiếng khiến cô gặp không ít áp lực. Nữ diễn viên cho biết cô không muốn bị mọi người đồn đoán việc mình học tập tại trường là nhờ vào sự hậu thuẫn từ phía Hoàng Mập. Cô chia sẻ, tôi không muốn bị mọi người cho rằng ba nó nghệ sĩ nên nó được học ở đây, nó được khen, được cưng vì ba nó gửi gắm. Nhưng thật sự là không phải, tự tôi cố gắng mà. Thậm chí có thời điểm gặp khó khăn, Hoàng Mập từng tính chuyện giải thể hãng phim để có tiền xoay sở. Nhưng vì Khánh Trinh đã chọn theo nghệ thuật nên anh quyết định bán nhà để giữ hãng phim với mục đích cho con gái có nơi làm việc. Dĩ nhiên, Khánh Trinh không hề hay biết tính toán này của ba mẹ. Phải tới bộ phim thứ hai do ba cô làm là Nhà ông Hoàng có vàng và Khánh Trinh tiếp tục được tham gia thì cô mới biết. Bao nhiêu áp lực đè nặng lên vai cô diễn viên trẻ đang chập chững vào nghề. Khánh Trinh tâm sự, ban đầu em thi vô trường là do thích chứ chưa đam mê. Khi biết ba phải bán nhà để giữ hãng phim thì em cảm nhận là mình theo nghề này không phải để chơi nữa. Tất cả mọi thứ ba mẹ đều dồn cho mình nên em phải cố gắng thực sự. Trước giờ em là người không suy nghĩ nhiều, tới đâu hay tới đó, nhưng kể từ lúc biết chuyện em đã thay đổi hẳn. Với bộ phim này là lần đầu tiên Khánh Trinh được đề cử giải ngôi sao xanh năm 2019. Là con đại gia nhưng Khánh Trinh vẫn đang đi làm thuê cho một cửa hàng với mức lương chỉ 7 triệu đồng một tháng. Hoàng Mập không biết điều này, chỉ đến khi con gái mượn sổ hộ khẩu và nói con đi làm, chủ cửa hàng muốn xem sổ thì vợ chồng Hoàng Mập mới biết. Nam nghệ sĩ không hề cấm đoán, trái lại rất ủng hộ con lao động chân chính, anh tâm sự. Khánh Trinh lớn rồi, con muốn làm gì thì làm, tôi không cản cũng không ép. Cá nhân tôi nghĩ con đi làm vậy cũng tốt, tôi muốn con biết để kiếm được đồng tiền là như thế nào. Hoàng Mập cũng nhấn mạnh nếu con gái trốn bố mẹ đi làm ở quán ăn, quán nhậu hay quán bar thì chắc anh không cho làm vì môi trường phức tạp. Còn chỗ làm hiện tại của Khánh Trinh khá tốt nên anh đồng ý. Hoàng Mập tâm sự, điều quan trọng nhất là tôi muốn con tôi biết một tháng để kiếm được 7 triệu là như thế nào. Con làm từ 8 rưỡi sáng đến 5 giờ chiều, không nghỉ thứ bảy chủ nhật. Rồi các bạn cùng trang lứa với con ở quê lên Sài Gòn đi học, vừa mướn phòng trọ, vừa đi phim này, phim kia. Tôi muốn con hiểu giá trị của đồng tiền chứ không ép con đi làm, con muốn nghỉ lúc nào cũng được. Hoàng Mập cũng chia sẻ con gái anh giấu chủ cửa hàng chuyện là con của Hoàng Mập và cũng không muốn bố hỗ trợ công việc mà tự muốn mình vươn lên. Ngoài chuyện tự đi làm để kiếm kinh tế, con gái Hoàng Mập còn không hề biết chuyện bố mẹ có tiền hay không. Nam nghệ sĩ nói, các con tôi chưa bao giờ biết trong nhà có tiền hay không. Những lúc khó khăn nhất, thất bại nhất tôi cũng không cho hai đứa biết. Hai đứa nó hiện vẫn đi học trường công lập bình thường, không có học trường quốc tế. Nam diễn viên cũng có quan niệm dạy con rằng các con cần ba giúp đỡ thì ba sẵn sàng, ba sẽ cho cần câu chứ ba không cho con cá. Thậm chí, theo tiết lộ của nam danh hài, khi anh lên tiếng thừa kế lại cho con gái căn nhà 100 tỷ, không ai trong số hai con chịu nhận. Hoàng Mập chia sẻ, hiện tại cả hai đứa không đứa nào chịu nhận căn nhà ở Đồng Nai, có lẽ vì tụi nó chưa quen với không khí yên bình và tĩnh mịch nên từ chối. Tôi nghĩ căn nhà đó chỉ hợp với hai vợ chồng, tôi cố gắng mua hai căn nhà ở Sài Gòn cho mỗi cô một căn. Xinh đẹp, tài năng và luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống, Khánh Trinh khiến đông đảo khán giả tin rằng cô nhất định sẽ tỏa sáng trên con đường nghệ thuật.